Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Tin Tức. Thưa quý vị và các bạn, tại sao con đĩ ngựa lại bỗng hóa kỳ lân? Trên The Spectator, Ben Domenech viết về một trò ảo hóa của Đảng Dân Chủ Điếm Đảng, biến con điếm thành Hoàng hậu cứu quốc. Biểu tượng của Đảng là đấy, cho nên có thể lừa được bè lũ bệnh hoạn mà vẫn có thể thắng là nhờ một người cứ đòi giật váy chứng minh nó là con điếm. Người đó là Trump. Chữ dân bình thường không thể bỏ qua một lũ bán dâm nhấp nhổm đằng sau con điếm vừa đi vừa giảng mà khệnh khạng trở thành phó tổng thống. Kamala bắn lên mặt trăng. Làm sao cô gái thất bại này lại giành được giải thưởng? Vậy thì chính xác thì làm thế nào mà một ứng cử viên chính trị đã ngã sấp mặt theo cách kịch tính nhất có thể? Người mà chiến dịch của cô đã trở thành trò đùa của đảng phái, người đã biến sự so sánh với Barack Obama thành sự so sánh với Sarah Palin, đột nhiên, trong chớp mắt, trở thành vị cứu tinh quốc gia của Đảng Dân Chủ, một tài năng của thế hệ, một công chúa được hứa hẹn. Câu trả lời khá đơn giản. Các thành viên của Đảng Dân Chủ, không giống như những người bảo thủ ở Mỹ, hoàn toàn ổn khi được bảo phải làm gì. Niềm tin là khoảnh khắc chuyển tiếp trong thời gian, không bị gánh nặng bởi những gì đã xảy ra. Vì vậy, nếu bạn có một ứng cử viên, về mặt lý thuyết, đã tán thành thỏa thuận xanh mới, bảo đảm việc làm của liên bang, mức thuế xuất biên 80%, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho những người nhập cư bất hợp pháp và cấm xe không chạy bằng điện trong thập kỷ tới, thì việc cô ấy đảo ngược tất cả những lập trường đó chỉ dựa trên ý thích nhất thời của thời điểm hiện tại là điều hoàn toàn ổn. Ai quan tâm nếu bạn phản đối việc khai thác khí đá phiến vào thứ ba? Đó là thứ ba, hôm nay là thứ sáu và là tương lai, nơi chúng ta tồn tại, rơi từ trên cây dừa xuống như một em bé mới lớn. Kamala Harris là một chính trị gia bầu cử tồi tệ. Đây không phải là một tuyên bố về ý kiến, mà là một tuyên bố về sự thật. Bà đã cố gắng chạy sau những người đồng cấp dân chủ của mình trong nhiều cuộc đua ở California trước khi bà bùng cháy vào năm 2020. Vẫn còn cháy xém vì ngọn lửa do Tulsi Gabbard thắp lên trên sân khấu tranh luận. Năm 2010, cuộc đua giành chức tổng trưởng lý của bà được cho là một chiến thắng đã được dự đoán trước trên đường đua của Jerry Brown cực kỳ nổi tiếng, đã bị đe dọa bởi ứng cử viên Cộng hòa ôn hòa Steve Cooley. Ôn hòa đến mức bà đã đánh bại ông chỉ 1,2 điểm phần trăm. Bà đã có màn ra mắt lớn nhất trong chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2020 sau khi giành được ghế thượng viện của Barbara Boxer 6 năm sau đó, nhưng đã sụp đổ quá nhanh đến nỗi bà đã bỏ cuộc trước khi một cuộc bỏ phiếu sơ bộ nào được thực hiện. Việc bà không đạt được thành tích là cốt truyện chính khi Joe Biden chọn bà vào năm 2020. Với mọi người đều biết rằng ông ấy thích thượng nghị sĩ Minnesota Amy Klobuchar. Nhưng này, bà đã đánh dấu vào ù, đến năm 2023, điều đó không còn đủ nữa. Nhiều chuyên mục của tờ Washington Post và tờ New York Times đã đưa ra ý tưởng rằng chìa khóa để Joe Biden tái đắc cử là loại bỏ Kamala càng sớm càng tốt. Liệu bà có thể bị cám dỗ bởi một công việc khác, chuyển sang học viện, đổi chỗ với Merrick Garland, bổ nhiệm vào tòa án tối cao nếu có thể thuyết phục được thẩm phán Sotomayor? Làm sao bạn có thể giải quyết một vấn đề như Kamala? Là câu hỏi thường trực tại các bữa tiệc cocktail ở Washington, vốn là những sự kiện buồn tẻ và chán nản trong giai đoạn Tổng thống đã tỉnh táo chưa của nhiệm kỳ Tổng thống Biden. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, Kamala đã chịu đựng, không bị gánh nặng và bình tĩnh trong tất cả những lời quanh co của mình về xe buýt, trường học màu vàng, biểu đồ Venn và không gian. Điều này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Những suy ngẫm đẹp đẽ như vậy là trọng tâm của nhiệm kỳ phó tổng thống của bà, chứ không phải những nơi bẩn thỉu mà bác Joe giao cho bà
để quản lý thành một số thứ có vẻ ổn định. Mọi thứ đều là câu chuyện cười, mọi thứ đều là trò đùa, đặc biệt là lời ám chỉ rằng bà là người theo chủ nghĩa cánh tả của Nora O'Donnell của CBS, hoặc ngụ ý rằng bà cần phải đến biên giới của Lester Holt của NBC, hoặc thực tế là chuyên môn về chính sách đối ngoại của bà mở rộng đến mức biết rằng Ukraine là một quốc gia ở châu Âu, bên cạnh một quốc gia khác tên là Nga, mà bà đã giải thích với những người dẫn chương trình tuyệt vời của chương trình phát thanh The Morning Hustle. Ai quan tâm nếu phó tổng thống là một trò đùa biết đi. Dù sao thì bà cũng không bao giờ có cơ hội ngồi sau bàn làm việc kiên quyết. Ngoại trừ bây giờ, bà đã làm được. Bà nằm trong danh sách hai người có cơ hội đó. Một danh sách không còn bao gồm ông chủ cũ của bà, người đã phản đối việc nâng bà lên cho đến khi không thể làm gì khác ngoài việc đầu hàng trước áp lực do những người có quyền lực nhất trong giới tinh hoa dân chủ gây ra. Trong chớp mắt, với một tuyên bố về X, nghệ sĩ trước đây được gọi là Twitter, Joe đã ra đi và Kamala đã vào, và không ai có thể làm gì được về điều đó. Đảng Dân Chủ đã tiến một chặng đường dài kể từ khi chúng ta đã làm được, Joe. Câu chuyện này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về sự khác biệt giữa các nhóm cánh hữu và cánh tả của nước Mỹ. Giới tinh hoa của Đảng Cộng Hòa đã đấu tranh với Donald Trump trong mọi bước đi để giành được đề cử năm 2016. Chỉ nhượng bộ sau khi rõ ràng là họ sẽ phải lựa chọn giữa Trump và người đàn ông Tea Party cuối cùng còn trụ lại, Ted Cruz. Ghê quá, họ nói và đội một chiếc mũ đỏ. Vào năm 2020, lý tưởng của họ sẽ là Nikki Haley, người mà họ đã làm việc rất chăm chỉ để biến thành hiện thực từ lâu, sau thời điểm rõ ràng là Nikki Haley sẽ không bao giờ xảy ra. Nỗ lực đó chỉ là nửa vời. Một phần vì giới tinh hoa của Đảng Cộng Hòa hiện đang theo chủ nghĩa Trump nhiều hơn, nhưng cũng vì hậu quả từ sự suy yếu của chính họ đã khiến họ không có khả năng quản lý đảng dưới quyền. Những người bỏ phiếu bảo thủ không thích bị ra lệnh phải làm gì. Không phải vào năm 1964, không phải vào năm 1976, không phải vào năm 1992, không phải vào năm 2010, và chắc chắn không phải vào năm 2016. Sự tức giận của họ thỉnh thoảng bùng phát hơn phe cánh tả Mỹ, nhưng khi nó xảy ra, nó sẽ chạy Dearborn Beyond Insanity Hot Sauce nóng 135.600 Scoville. Nó làm đảo lộn những người đương nhiệm, sắp xếp lại chương trình nghị sự chính sách và đốt cháy hàng triệu đô la của các nhà tài trợ. Trong Liên minh Dân Chủ, đây không còn là vấn đề nữa. Trong trường hợp nắng ngủi gần đây nhất, khi có vẻ như có thể có một số cuộc nổi loạn, trong các cuộc biểu tình chiếm giữ phố Wall, những kẻ nổi loạn đã bị đàn áp nhanh chóng và dễ dàng. Dưới thời Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, biệt đội đã trở thành cái bóng bị trích sản của chính nó trước đây, hài lòng với các dự luật nhắn tin và các meme vô hại trên Internet, trong khi ban lãnh đạo thực sự của đảng làm hài lòng cử tri bằng cách hứa sẽ giữ cho việc giết trẻ sơ sinh hoàn toàn hợp pháp, trong khi họ thực hiện một vụ giết người hoàn toàn hợp pháp trên phố Wall đó. Việc mua cổ phiếu NVIDIA trị giá hàng triệu đô la của Pelosi đã tăng 178% kể từ năm ngoái. Đối với những người Cộng hòa California, không có gì trong số này là bất ngờ. Họ hiểu sự trỗi dậy của Kamala Harris là dấu hiệu cho thấy Đảng Dân Chủ đã hoàn toàn từ bỏ nguồn gốc dân túy của mình, thay vào đó trở thành một đảng của các công đoàn giáo viên, công ty công nghệ lớn và các tập đoàn hợp tác với các yêu cầu về đa dạng, công bằng và hòa nhập của thời điểm này. Vì vậy, Kamala là ứng cử viên hoàn hảo cho Randy Weingarten và Netflix, Big Pharma và BlackRock, Disney và Apple, Stephen Colbert và anh em Pod Save America, kín đáo, vô nghĩa
là phương tiện sẵn sàng cho mọi thứ mà chủ nghĩa cánh tả doanh nghiệp muốn, và không có gì mà nó không muốn. Và ấy sẽ ủng hộ người chuyển giới như bạn muốn, không hơn cũng không kém. Tuy nhiên, hãy cắt bỏ lớp vỏ bọc này, và các vấn đề của Harris sẽ rất lớn. Và đặc biệt không được lòng nhóm Rust Belt bên ngoài Michigan, nơi sức hấp dẫn của bà về chính sách đối ngoại, nói một cách lịch sự, hoàn toàn trái ngược với tôn giáo của chồng bà, phe ủng hộ Hamas của phe cánh tả, rất sẵn sàng làm bà ta thất vọng. Bà cũng không có bất kỳ lý lịch giả trung dung nào mà Scranton Joe đã sử dụng nhiều lần, một cách hiệu quả, như một lá chắn chống lại việc bị chỉ trích vì sự thiên tà về mặt văn hóa của mình trong suốt nhiệm kỳ tổng thống. Làm sao bạn có thể gọi ông ấy là người theo chủ nghĩa cánh tả? Ông ấy vẫn đi lễ. Và sau đó là bản chất kỳ lạ trong mối quan hệ của bà với nhóm cử tri da đen của Đảng Dân Chủ, những người đã bỏ rơi bà để ủng hộ Joe vào năm 2020, nhưng hiện đang cố gắng giành được sự ủng hộ nhiệt tình cho bà. Dân tộc của Harris không phải là vấn đề đối với hầu hết cử tri của cả hai đảng, mặc dù bà không có mối liên hệ chặt chẽ với trải nghiệm của người Mỹ gốc Phi. Khi bà nói giọng miền Nam trước khán giả Atlanta, đó là một chút chuyển đổi má không phù hợp, hoàn toàn vô nghĩa đối với những người biết rằng bà không lớn lên với món cải xanh. Bà ấy luôn giỏi nói với mọi người những gì họ muốn nghe trong bất kỳ căn phòng nào bà ấy ở. Một đảng viên Cộng hòa California từng làm việc cùng Harris trong chính quyền tiểu bang cho biết. Điều đó khiến bà trở thành người được tầng lớp tài trợ, tầng lớp leo thang, những người thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài quyền lực thô sơ. Và cách tiếp cận đó đã giúp ích cho bà ở một mức độ nào đó. Khi tất cả những gì bạn quan tâm là công việc tiếp theo, điều đó có nghĩa là bạn không muốn chấp nhận rủi ro có thể ngăn cản bạn thăng tiến trong khi thực sự thực hiện các lời hứa của mình. Điều đó có nghĩa là sự nghiệp thượng viện kéo dài 4 năm của Harris đã biến thành một loạt các nghị quyết nhỏ không làm được gì đáng chú ý. Trong số 6 dự luật mà bà đã tài trợ thành công trong thời gian đó, dự luật nổi bật nhất là dự luật lên án nạn hành hình, được thông qua với sự nhất trí với Robert C. Burke không thể đăng ký bất kỳ sự phản đối nào. Những gì mà Đảng Dân Chủ phải đối mặt hiện nay là một thách thức đi trên dây không giống bất kỳ thách thức nào khác trong kỷ nguyên chính trị hiện đại. Liệu họ có thể đưa ứng cử viên khó điều khiển của mình về đích trước khi bất kỳ ai nhận ra bà ấy không đủ tiêu chuẩn như thế nào không? Phần lớn các cố vấn, người ủng hộ và chuyên gia truyền thông kỳ cựu của Đảng Dân Chủ đều nghĩ rằng câu trả lời là hoàn toàn có thể. Có sự tuyệt vọng trong lựa chọn của họ. Kamala được biết đến là phải vật lộn để giữ chân nhân viên sau mốc 6 tháng. Vì vậy đây gần như là thời điểm hoàn hảo. Chỉ cần giữ cho bà ấy tiếp tục, giữ cho bà ấy theo đúng kịch bản, giữ cho bà ấy đạt được mục tiêu của mình. Và Đảng Dân Chủ có thể thấy một con đường để giành được điều mà chỉ vài tháng trước dường như là một chiến thắng cực kỳ khó xảy ra. Họ sẽ cần một số trợ giúp để làm điều này. Và Donald Trump dường như đã sẵn sàng và có khả năng cung cấp. Nếu quy tắc của Đảng Dân Chủ hiện tại là không có hậu quả nào cho sự đạo đức giả vô cảm, thì quy tắc của Đảng Cộng Hòa hiện tại là không có kế hoạch hành động nào có thể chịu được sự tiếp xúc với bộ não của Donald Trump. Phát biểu trước Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia vào cuối tháng 7, ông đã đáp lại lời chào đón thô lỗ và một loạt câu hỏi thù địch bằng cách trắng trợn nêu ra lý lịch chủng tộc của Harris như một điểm tấn công với sự hung hăng và tự tin của một người say rượu trên ghế quầy bar. Chiến dịch tranh cử của Trump vốn đã trải qua một giai đoạn kiềm chế chưa từng có khi Joe Biden tan rã, đã phải vò đầu bứt tóc mong muốn ứng cử viên của mình im lặng
và để họ làm việc. Bây giờ, họ phải đối mặt với một thách thức mới, chạy đua với một người không già, không lạc hậu, không vô năng đọc diễn văn và có khả năng bám sát thông điệp của ngài hơn nhiều so với chính người của họ. Các cuộc thăm dò cho thấy Kamala đã thu hẹp khoảng cách một cách hiệu quả khi tiến vào bữa tiệc Chicago của Đảng Dân Chủ, nơi bà sẽ được đề cử bằng sự hoan nghênh nhiệt liệt, bất chấp những tưởng tượng của Aaron Sorkin và nhiều người khác. Hy vọng sẽ có ít nhất một chút cạnh tranh trong đảng này, đảng tự nhận là hy vọng cuối cùng của nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Đảng sẽ nổi lên gần như hoàn toàn thống nhất. Điều duy nhất mà Đảng Dân Chủ không đồng tình vào thời điểm này là Israel, một cố vấn của Đảng Cộng Hòa nói với tôi, trong nỗ lực đánh bại Trump bằng mọi giá. Nhu cầu thay đổi cuộc chơi có thể sớm quay trở lại với phe Cộng Hòa, xét đến khả năng thành tích kém cỏi của ngài Diet Mountain Dew. Ngay cả khi tấm vé của họ thắng thế vào tháng 11, Đảng Cộng Hòa nói với tôi rằng sự ra mắt đáng thất vọng của J.D. Vance khiến ông bị nhóm Trump mới vào cuộc ruồng bỏ, giống như những gì đã xảy ra với người lính trung thành năm 2016, Mike Pence. Vấn đề không phải là Đảng Dân Chủ đã mô tả ông là người kỳ lạ, mà là Donald Trump cũng bắt đầu nghĩ như vậy. Đổ lỗi cho Tucker Carlson và Don Zimmer, hai người đàn ông nổi tiếng với sự nhạy bén chính trị của họ. Tất nhiên, ứng cử viên kỳ lạ nhất trong cả hai tấm vé là Kamala Harris. Bà đã chuyển từ một công tố viên cứng rắn về luật pháp và trật tự sang trở thành người mà một người quan sát mô tả là người theo chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ vào năm 2020, lặp lại một loạt sự giả dối, hầu như không có đối thủ trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Tuyên bố của John Kerry rằng ông ủng hộ một điều gì đó trước khi phản đối nó, chẳng là gì so với những vấn đề mà Kamala đã chuyển hướng trong nhiều năm qua, mà không có bất kỳ lời giải thích nào tại sao. Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì đó là điều bà cần làm. Và bà ấy sẽ tiếp tục làm như vậy, bắn mặt trăng cho đến tận ban Ray Salute, nếu Đảng Cộng Hòa không thể hiểu bà ấy. Bài viết này ban đầu được xuất bản trên ấn bản Thế giới tháng 7 năm 2020 của The Spectator. Ben Domenech là biên tập viên tại The Spectator World. Ông cũng là cộng tác viên của Fox News và viết bản tin Transom trên Substack. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.